Rồi, chào các bạn, và ngày hôm nay mình lại tiếp tục giới thiệu các bạn về những cái dòng sản phẩm của Ketoni. Thì đây là những cái đầu chuyển, xin lỗi các bạn, những cái đầu nối dài giúp cho chúng ta sử dụng trong những cái điều kiện là những cái đầu tiếp chúng ta ngắn, hoặc là những cái khu vực mà chúng ta dặn đứng đầu tiếp nó sâu, thì chúng ta sử dụng thêm những cái đầu nối này thì giúp cho cái đầu tiếp chúng ta có thể đưa sâu vào cái vị trí của con bu lông, con tán mà chúng ta cần sử dụng. Thì ở trên bàn mình đang giới thiệu ở đây sẽ có những cái đầu nói dài từ 2 inch cho đến 10 inch. Thì cái kích thước mình cũng có hiện trên màn hình vừa rồi cho bạn vừa xem. Thì anh em nào mà chúng ta cần chú ý về những cái sản phẩm này, chúng ta chú ý về cái mã hàng của cái sản phẩm là được rồi. Và bên cạnh đó là cái kích thước, ở đây chúng ta có nhiều cái kích thước khác nhau, cho nên anh em mình xem những cái kích thước cho nó phù hợp với anh em. Ví dụ nó sẽ là 50mm, 75mm, 100mm, 125, 150 hay là 200mm hoặc là 250mm, tùy theo cái chiều dài, tùy theo cái khu vực mà anh em cần phải đưa sâu cái đầu tiếp vào, thì anh em chọn cho mình một cái đầu nối cho nó phù hợp. Thì đối với những cái đầu nối trắng này, anh em sử dụng những cái đầu tiếp trắng như thế này là quá đúng, bởi vì ở những cái đầu trắng thì chúng sử dụng cho những cái cây vặn bằng tay, bằng cơ, còn những cái đầu màu đen thì chúng sử dụng cho những cái tay vặn bằng máy. Ở đây là những cái đầu màu đen. Anh em vẫn có thể sử dụng được cái đầu đen dành cho tay trắng thì được, không có vấn đề gì cả. Thì anh em cùng xem lại những cái size của cái sản phẩm này để cho anh em mình có một cái nắm vững về cái kích thước để anh em dễ dàng mua, cũng như anh em dễ dàng có một cái sự lựa chọn phù hợp. Thì những cái đầu tiếp này là những đầu tiếp Ketoni bên mình đang cung cấp. Anh em mình có thể liên hệ trực tiếp hai số điện thoại phía dưới, hoặc anh em mình yêu thích kênh YouTube bên mình thì anh em mình bấm nút đăng ký kênh để có thể là xem nhiều video khác. Và anh em sẽ có một sự lựa chọn, một ngày nào đó anh em sẽ có một sự lựa chọn phù hợp với công việc của anh em. Tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu anh em, đây là những cái đầu tiếp màu đen, xin lỗi các bạn, những đầu chuyển màu đen của Ketoni. Thì đầu chuyển màu đen này sẽ là sử dụng bằng thép CRMO, còn đầu chuyển màu trắng sử dụng thép CRV. Thì đây là những cái đầu chuyển màu đen với kích thước là 125mm, 175mm, với cái mã hàng là 4260-30405, tùy cái nhu cầu anh em sử dụng. 030405 chính là cái hệ in 1 inch bằng 2.5mm tính tròn, thì anh em mình có thể nhân lên cái số 3 ra 75mm, xin lỗi anh em, rồi đúng rồi, nhân lên số 3 ra 75mm. Bên cạnh đó phần đầu màu đen này sẽ có viên bi để nó chặn cái đầu tiếp lại, và anh em mình có thể kết hợp thêm cái đầu ron hoặc là cái chốt để cái xỏ ngang qua để cho cố định được cái đầu tiếp chúng ta sử dụng, nó cố định không bị rơi rớt ra ngoài. Thì ở đây anh em mình có thể gắn cái máy bu lông vào phần dưới này ha. Chúng ta sử dụng màu đen dành cho máy bắn bu lông. Anh em mình chú ý, đây là thép CRMO, còn cái tiếp màu trắng như thế này thì là sử dụng cho thép CRV. Cả hai chất liệu này thép khác nhau, và thép CRMO là thép chuyên dành cho máy bắn với lực siết cao hơn, nên anh em sử dụng an toàn và an tâm ha. Thì những cái đầu tiếp này bên mình đang cung cấp luôn, anh em cần những cái size nào cứ việc alo hoặc nhắn tin vào Zalo hai số phía dưới là anh em sẽ được tư vấn hỗ trợ miễn phí, cũng như anh em có nhu cầu anh em cứ việc đặt hàng. Thì một lần nữa thì mình cũng cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi clip, và mình chúc anh em nhiều thành công và nhiều sức khỏe trong công việc cũng như cuộc sống. Thì những cái clip bên mình sẽ chuyên về giới thiệu về những dụng cụ cơ khí chuyên sửa chữa cho radar ô tô hoặc là xe máy, chuyên dành cho cái công việc chúng ta sửa chữa thì bảo trì, thì đây cũng là một trong những cái dụng cụ rất là đắc lực cho anh em. Và chúc anh em nhiều thành công và hẹn lại các anh em trong những clip lần sau. Xin chào tạm biệt.